Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn ẩn sao cừ nha mọi người. Ẩn sao cừ theo cái cách làm của ngân hàng nha mọi người. Thì các bạn đánh một lớp bớt keo thôi cũng được. Thì lần này mình sơn thêm hai lớp thạch đó mọi người. Mình nghĩ là nó sẽ thấy cái phía dưới của móng, cho nên mình sơn thêm hai lớp thạch. Còn nếu các bạn không muốn sơn thì cũng được. Thì mình lựa chọn sa cừ nào mình muốn ẩn thì mình chọn sa cừ đó nha. Thì sa cừ của mình cũng khá là nhiều nha mọi người. Thì mình lấy cái sa cừ màu xanh nè, màu xanh chủ đạo nè. Thì mình vẽ sa cừ ra hết ha. Mình đánh một bắp tấp ghêu nha mọi người. Cái khúc này là mình không có quên nhấn nút quay. Thì các bạn trang trí xà cừ và giấy vàng đó lên cái vị trí mình muốn trang trí. Thì các bạn muốn trang trí như thế nào cũng được hết trơn á, miễn các bạn cảm thấy đẹp là được. Mình thì mình trang trí như thế này. Thì cái khúc mà mình để xà cừ lên mình quên quay ấy mọi người, thì mọi người trang trí xà cừ và giấy vàng lên nha mọi người. Thì cái khúc trang trí này nó hơi phức tạp một tí thôi, chứ nó cũng không có khó mấy nha mọi người. Cũng hơi lâu một tí á, cũng không quá. Mình trang trí xà cừ xong rồi nha mọi người. Xong rồi mình đem đi ho. Rồi bây giờ là ho là, các bạn nhìn là nó có nhiều cái khoảng lắm nha mọi người. Thì mình sơn cái lớp tóc gel của mình lên nè. Nếu các bạn không sơn cái lớp tấp keo này thì các bạn sơn cái lớp cứng móng theo các bạn á. Nói là lớp cứng móng, mình không có biết cái keo cứng móng là cái keo gì, nhưng mà các bạn có thể lấy cái keo mà mình để đắp móng á, đắp móng nối móng đó. Mình sơn một lớp lên. Lớp dày dày cũng được, còn nếu như mỏng thì mình sơn hai lớp lên nha mọi người. Mình sơn hai lớp lên nó vẫn còn nhám nè. Sơn thêm một lớp top nữa nha mọi người. Thì mình làm đơn giản cho nhanh, cho nên mình lấy top mình sơn luôn nha mọi người. Thì nó rất là bền, chứ nó không có chốc nha. Nó không có dày mấy nữa. Rồi, xong nó vẫn còn nhám nha mọi người. Mình sơn xong hai lớp top nè. Rồi mình lấy cái giấy mình chùi nè. Nhúng nước chùi gel mình chùi nè. Vì cái tóp gel của mình là phải chùi bằng nước chùi gel mới được nha mọi người. Thì có những cái tóp khác khỏi cần chùi, nhưng mà tóp gel của mình nó hơi đặc nè, mình nó phải chùi mới được. Xong rồi mình chùi xong rồi mình lấy cái dũa 180 đó mọi người. Mình phơm cái móng cho nó phẳng nha mọi người. Vì cái xà cừ là lúc nào mình đắp nó ẩn nó cũng nhô lên, nó cũng không có đều cái mặt đó mọi người. Rồi, mình phơm cho nó phẳng cái móng nha. Lúc đầu mình phơm chậm, sau cái mình phơm nhanh. Phơm cho nó, các bạn cảm thấy nó phẳng cái móng là được. Thì làm trên móng giả thì nó móng giả giả thì nó nhanh, nó đơn giản hơn, nhưng mà làm trên móng khách thì các bạn thì nói chung là cũng đơn giản chứ không có khó đâu. Thì cái này là mình làm theo cái cách của người hàng làm nha mọi người, mình nhanh gọn nha, không cần phải lấy cái gheo đắp, mình phải lấy cọ mình đắp lên. Có thể lấy gheo đắp mình đắp lên cũng được, nhưng mà mình sử dụng luôn cái tấp gheo của mình, vì tấp gheo của mình nó đặc á. Rồi bây giờ mình phơm xong rồi đó nha mọi người. Phơm xong rồi cái mình chùi đi cái phần bụi nha. Mình phủi bụi xong rồi mình sử dụng cái nước chùi gheo mình chùi cái phần bụi nè. Dù các bạn, cái tấp của các bạn không chùi hoặc chùi đi chăng nữa, các bạn cũng phải có nước chùi gheo. Mình lấy cái lớp top, mình sơn thêm một lớp top nữa là xong nha mọi người. Đem đi ho là xong. Phải có nước chùi gheo vì khi mà các bạn phơm móng hay này nọ nó vẫn nó có bụi đó. Thế mình phủ bụi xong mình phải chùi một cái mới được.
Nhiều bạn hỏi mình cái nước chùi gel là gì, các bạn sơn gel mà không biết biết đúc chùi gel, các bạn nên tìm hiểu mới được nha. Rồi mình chùi cái lần cuối cùng nè, nó bóng nè mọi người, nó không có sần sùi nha mọi người, nó cũng không quá dày mấy nha. Thì mình sử dụng cái laptop của mình thì nó không có dày mấy nè.